Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang buổi chiều ngày mùng 10 tháng 12 năm 2019. Thì trên màn hình quý vị tôi xin giới thiệu một chiếc đồng hồ cô tiên bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi. Thì chiếc đồng hồ này chúng tôi hoàn thiện cho anh Đức ở tại Mỹ Đức, Hà Nội. Thì anh có sắm của chúng tôi một lô sản phẩm mà bao gồm bàn ghế phòng khách cũng như là kệ tivi. Tất cả là bằng chất liệu gỗ hương đá. Thì trong video clip này tôi xin giới thiệu chiếc đồng hồ cô tiên này. Đây, chiếc đồng hồ này cao áng chừng là tầm 2m2. Và được phần trên này đủ theo mẫu hoa hồng và lá tây. Có hai tượng nhỏ. Tổng thành là có 4 tượng thì có 3 tượng nhỏ. Một tượng to thì hai tượng nhỏ ở trên rồi. Bên đây có một tượng cô tiên này, tượng nữ thần này. Dưới là một tượng nhỏ nữa. Đồng hồ có quả lắc và có chuông nha mọi người nhé. Tôi đây là tôi có thể quay xa cho quý vị xem được tổng thể của bộ đồng hồ đây. Chúng ta để trong những góc nhà rất là đẹp, tượng nữ thần rất là diêm dúa, cực kỳ là sang trọng luôn, chất liệu gỗ hương nhé, rất là giá trị và sang trọng. Đây, do ánh sáng hiện tại chúng tôi quay đang là buổi chiều, nó trời nó sắp tối nên là màu sắc nó không được chuẩn lắm. Đó, đây màu như này gần giống màu thực tế quý vị này. Đó, gỗ hương. Đây, đồng hồ mặt vàng. Những phần này là chạm hoa hồng này. Có đây là chạm cô tiên. Rất là có hồn. Thì khi đồng hồ này là có chuông nha mọi người nhé. Tôi có bật chuông cho mọi người nghe thử này. Đó, có hai chế độ đánh chuông. Một là đánh theo bản nhạc. Phần hai là đánh theo tiếng. Thì mỗi giờ thì nó đã đánh tiếng khác nhau. Đây là chế độ đánh tiếng này. Đó, phần tượng này quý vị thấy chạm rất là sắc nét. Từ mái tóc cũng như là đến khuôn mặt. Khuôn mặt. Thì mọi người ai có nhu cầu thì hãy liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Theo số điện thoại là 0987 510816. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của chiếc đồng hồ này bên dưới phần mô tả. Để mọi người thì xem được hình ảnh chi tiết của bộ sản phẩm này xem kỹ hơn. Rồi, ok, hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2019 và đây là chiếc đồng hồ cô tiên gỗ hương đá của anh Đức tại Mỹ Đức, Hà Nội. Ok, xin chào mọi người.